Chân mày này là có trang điểm mà, mặt chị đang có trang điểm mà, chị chưa có tẩy trang đâu. Ai da. Đó, ngày nào chân quên cái gì thì quên, nhưng mà sáng nào cũng phải uống mỹ nhân hoàng cung, với lại ngày nào cũng phải uống 2 viên BT Plus. Nhờ vậy cộng với chế độ sinh hoạt tốt của Trinh ngủ sớm nên là Trinh trẻ vậy nè. Nên là Trinh thường nhận được rất là nhiều tin nhắn với lại là hỏi là cách về làm đẹp, cách về chăm sóc da, làm đẹp da. Và tại sao chị 30 tuổi rồi mà trông chị còn trẻ hơn em 20, 21 tuổi nữa. Thì đây là những cái bí quyết của Trinh. Thật ra khi mà phụ nữ mình lớn tuổi rồi á, ngoài cái chế độ sinh hoạt tốt ra nữa, ngủ sớm, ăn uống, ngủ nghỉ, thì mình cũng phải có những cái thực phẩm chức năng để bổ sung trong cơ thể, của mình, giúp cho da của mình trắng hơn, đẹp hơn và trẻ hóa nữa. À, cái BT Plus này hả? BT Plus này là Trinh uống có thể nói là gần 3 năm rồi. Nên là ngày nào Trinh cũng uống hết á. Thì có nhiều nhiều bạn cũng hỏi là uống bao lâu thì có tác dụng, uống nhiều có tác dụng phụ hay không, uống nhiều có tốt không, và trắng đến mức độ như thế nào hay sao đó. Thì đối với Trinh á, BT Plus thì Trinh uống mỗi ngày và một ngày 2 viên và kéo dài 3 tháng, và sau đó 1 tháng thì Trinh sẽ uống giảm lại một ngày 1 viên thôi, và trong vòng 1 tháng rồi tiếp theo 3 tháng nữa thì Trinh sẽ uống 2 viên 2 viên, Trinh không bao giờ ngưng cái BT Plus này. Còn cái mỹ nhân hoàng cung này là chị uống dạo gần đây, tại vì đây là một cái thực phẩm chức năng giúp cho mình trẻ hóa da rất là tốt, nó giúp cho các cái tế bào của mình trẻ hóa da ra. Còn cái BT Plus thì làm trắng là chính. À, cái độ trẻ hóa da của nó không có bằng mỹ nhân hoàng cung, nên là tụi em có thể thử xem là mình có hợp với sản phẩm của bên chị hay không. Thật ra là hồi xưa Trinh hay bị kiểu ăn uống thất thường, với lại đi chụp hình, đi đóng phim nữa thì ăn uống thất thường, nên là Trinh hay bị đau bao tử lắm. Nhưng mà từ khi biết cái mỹ nhân hoàng cung này, từ khi Trinh sử dụng á, thì Trinh thấy là cái việc đó nó giảm hẳn luôn, hầu như là không còn nữa. Sau khoảng 1 tháng là cũng như là lúc mà Trinh mệt hay là này nọ thì Trinh có thể uống mỹ nhân hoàng cung liền. Nó rất là ngọt và rất là thơm, rất là dễ uống, nhưng mà không hề gây béo.